Xin thân mến kính chào tất cả quý bà con cô bác quay lại với kênh máy xúc cùng gò xe ben. Hôm nay chúng tôi lên một em ủi đẹp trai quý vị nhá. Số tiền thì cũng như mọi khi thôi, chúng tôi để hẳn lên cái tiêu đề cho anh em bà con cô bác nhìn thấy luôn, nhìn thấy để cân đo đong đếm cái tài chính của mình. Komatsu hiện tại thì con này vẫn đang đi làm và hoạt động bình thường. Anh em bà con cô bác đang cần cái hàng vừa tiền như này thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại ở trên góc trái màn hình video ạ. Chúng tôi sẽ gửi hình ảnh chi tiết cụ thể để cho quý vị có thể tham khảo được cái sản phẩm này của chúng tôi. Mọi thông tin chi tiết cụ thể thì quý vị có thể nhắn tin trực tiếp trên Zalo cho chúng tôi. Quý vị mà comment ở trên cái kênh YouTube thì chúng tôi chưa kịp trả lời được, thì mong mọi người hết sức thông cảm. Con này thì bà con thì mang về là đổ dầu là chúng ta đi kiếm mần kiếm ăn thôi. Giá cả hợp lý, giá cả cực kỳ hợp lý cho tất cả quý bà con cô bác có cái cửa tiền nó vừa phải. Làm. Ngoài những sản phẩm này ra thì sắp tới chúng tôi sẽ về thêm một công máy xúc nữa, thì quý vị có thể là đón xem những cái video mà chúng tôi đăng tải lên. Rất là vui khi được phục vụ bà con cô bác ở trên mọi miền Tổ quốc. Thân ái xin chào.